Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Ngô Cường Đô. Hôm nay lên sóng để giới thiệu các bác chụp con vàng X12 Plus bãi xịn. Đấy, cái bản có dây. Đây, bản có dây như này. Ok chưa? Thì em về được chính xác là được 20 con. Đấy, nhưng mà bán trước mất rồi. Cứ đăng lên dọn lên đâu thì bán luôn lên đấy. Và hôm nay dọn tiếp những lô này, là dọn mấy con này cuối thôi. Để đăng sóng bán cho các bác. Đây là X12 Plus. Thì trong X12 thì cấu hình là tương đối là giống nhau, X12 Plus, X12 Pro, X12 trơn. Đấy, thì bản đầu tiên là X12 trơn, được thiết kế từ 2017 đến 2019. Và tiếp theo là X12 Plus thì từ 2019 đến 2022. Và bây giờ đất là những cái hàng này là bãi đẹp. Ok, với con này là toàn bộ là mặt nhôm phay. Đây, nhôm phay con này. Tất cả những lô này là còn nguyên túi bóng em cạy được này. Đây. Đấy, cạy ra là sáng tinh. Mặt quắc xanh nhôm phay. Chạy chip Anoc Device của Mỹ 21489. Tất cả những dòng vang số X đều chạy chip Mỹ. Và ưu điểm của dòng chip Mỹ bao giờ cũng vô đối tất cả những dòng mà liên quan đến DSP. Như là mixer vang số thì hiện tại cầm đầu vẫn là dòng chip Anoc Device của Mỹ, vẫn là cầm đầu nhất. Cho chất lượng nhạc tốt, xử lý tốt và đánh to không bị vỡ dài. Nhưng những dòng cao cấp bằng mấy thì đa phần là sử dụng chip Mỹ, chip Dream, tức là chip Yamaha vẫn là sau. Và con này thì thiết kế thì bác nhìn rồi, sơ bộ thì vẫn là giống họ nhà X12 và nó thay đổi sơ đồ khối. Đời này em bán cũng rất là nhiều rồi, thay đổi sơ đồ khối, còn sơ đồ khối tức là thay đổi cái vị trí nắp đặt thôi. Còn tất cả vẫn là nguyên, có cổng quang, chip 21489 và bo mic ở con đời này là nằm liền xuống hai đường mic đồng lập, giải mã mic là AKM. Đấy. Gần như các hãng đều nằm giải mã AKM của mic. Vậy tại sao thì gần như là cái chip AKM nó cho tiếng gì? Tiếng sáng, nó cho tiếng sáng rất tơi. Đấy. Còn tiếng nhạc thì mọi người đánh giá cao dòng PCM, thì đời này họ hãng thiết kế rất là tất cả những đầu ra, hai đầu ra của con này đều PCM. Riêng có một cổng thì họ lại chạy PCM đời cao, tức là gì, cổng này cổng main out, cổng đánh chính, thì cổng này súp sẽ được hơn. Và đặc biệt con này thì các bác thử ấy, trong quá trình test thì em cái kiểm nghiệm là dòng X12 Plus thì nhạc nó chỉ nhỉnh hơn một chút. Vì sao? Vì là cái xử lý đầu vào đầu ra đấy, nhạc ấy, thì người Việt Nam thích cái kiểu nhạc này, giống như X12 vừa là những con mà chạy chip giải mã PCM đời cao đấy, những con mà radio ấy. Và con này đặc điểm của đời này thì hãng viết phần mềm và tất cả mọi thứ đều giao diện là giống, đều có Dynamic EQ. Có Dynamic EQ tức là dạng như kiểu nâng tiếng số ấy, nâng và hạ bằng số. Và con này thì các định nguồn của nó là định nguồn kép, tức là tương đương định nguồn 4 chân, gọi là định nguồn 4 chân. Đây này, định nguồn 4 chân tức là hai con. Mạch thì là sử dụng mạch dán. Cơ bản là các dòng vang số đều sử dụng mạch dán. Đấy, có cổng quang rất là sạch đẹp, gần như đẹp như mới luôn. Và đặc trưng của dòng X2 Plus là cái dây là phía sau, cái dây nó nằm ở phía sau này. Đấy. Và những đời này là ít lỗi, đời này ít lỗi, và những cái lỗi không ở trên dòng X2 Plus gần như là cũng không có. Đấy, khắc phục được lỗi. Và Eco Revert đời này rất là trội. Bình thường như là cùng một file cấu hình chỉnh như nhau thì cái con X2 Plus thì Eco với Revert nó trội hơn, nên chúng ta sẽ phải giảm bớt lại. Đấy. Con này mà các bác đánh ngoài chơi thì rất là thích, vì Eco rất là nọng. Eco và Revert đời này rất là lầy và nó không bị chìm khi đang không gian rộng. Đây, tất cả ở cái đầu main out, bình thường X12 em để 100, nhưng riêng con này phải để xuống 60-80 để chỉnh chế độ Eco ngắn. Đây, em sẽ thử các bác nhé, sẽ thử hát các bác một đoạn karaoke. Đấy, em hát để chế độ Eco dài, các bác nghe thử nhé. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, linh đênh ngàn mây
trôi em đi. Chiều nay nếu em đừng hờ dối trách nhau một lần thôi, tâm hồn mình đâu lẽ nói. Đấy, ok, các bác xem video thấy hay thì like và đăng ký kênh cho em nhé. Con này thì chỉ có còn có mấy con thôi, đẹp gần như con này mở ra là bán luôn. Đấy, quạt chỉ có hơi một chút bụi, toàn bộ đây nhá, mặt nhôm phay. Đấy, rất là đẹp. Con này em bán nếu các bác mua cả khiển thì là 3,8 triệu, không lấy khiển thì 3,6 triệu. Đấy, không lấy cái USB này, USB này có thể cắm được USB Wi-Fi, các bác có lấy thêm thì em tính thêm. Có khiển đầy đủ hết cho các bác nhé. Đời này là lần đầu tiên em có khiển, khiển của nó đây. Đấy, có khiển chỉnh chế độ 1, gọi chế độ nhanh, eco nhiều ít, nhạc to nhỏ, mic to nhỏ, khiển có. Em bán 3,6 triệu các bác nhé. Các bác mua tiểu ngộ em. Xin chào các bác ở những cái tiếp theo.